Xin chào mọi người, lại là Tofu đây. Nếu một ngày bạn không còn tiền tiêu, ở nhà thì không còn gì để bán, bạn có quyết định đi hành nghề trộm cướp? Nói vậy thôi chứ đừng làm bậy nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim về những tay trộm cướp gamer với một phi vụ đặc biệt, vụ trộm may rủi. Là câu chuyện xảy ra ở một vùng Virginia nghèo tại Mỹ. Nam chính là Jimmy Logan của chúng ta, là một ngôi sao thể thao, một tay chơi bầu dục khét tiếng, còn được các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin. Đáng tiếc là trong một lần thi đấu, anh đã bị thương, gãy chân, từ đó trở thành người tàn tật, buộc phải giải nghệ khi còn trẻ tuổi. Đó là phần mở đầu của bộ phim. Và rồi càng thảm hại là, sau khi giải nghệ, Jimmy gặp phải vợ cũ đã lập gia đình. Sau đó anh phải tới xin việc ở công trường để kiếm sống, nhưng vì tàn tật nên không lâu sau anh bị đuổi việc. Jimmy buồn bã chỉ biết tìm anh trai Clyde Logan tâm sự. Tất nhiên Clyde rất thương em của mình. Em trai thì bị vợ bỏ rơi tới Iraq, còn em gái thì bị sếp gạ tình nên mất việc. Nhà Logan tuyệt vọng quyết bỏ phiếu làm lớn một phen. Clyde như bị hất một gáo nước lạnh. Vì em là em trai của anh, em để anh đưa em vào mấy vụ điên rồ của anh. Cuộc đời phạm tội của em đã chấm dứt. Em cũng thấy anh có danh sách cướp bóc phải làm, anh biết cố gắng này không đi đến đâu, vậy hãy làm đi. Sau đó Jimmy mới đưa ra kế hoạch của mình. Clyde giật mình khi biết em trai muốn cướp tại trường đua xe. Trường đua ở Mỹ chẳng khác gì một cái chợ. Số tiền có trong đó có khi còn nhiều hơn cả một ngân hàng. Nhưng an ninh ở đây chặt chẽ hơn nhiều, mà kế hoạch là vậy. Còn làm sao để thực hiện sẽ là chuyện khác. Tiền cướp được sẽ do người vận chuyển, trực tiếp đưa qua đường ống nước để chuyển tới kho. Công trường khi trước Jimmy làm việc lại ở ngay sát khu vực thi công đường ống, vì thế anh đã nảy ra một ý tưởng điên rồ dùng ống nước để hút tiền ra. Đúng là một biện pháp sáng tạo, nhưng dù có sáng tạo thế nào thì họ cũng tự hiểu, với sức lực của hai anh em nhà họ thì không thể làm được. Vì thế Jimmy đi tìm kiếm đồng bọn. Bọn họ tìm được một bậc thầy dồi dào kinh nghiệm, Joe Bang. Người đàn ông này thì khỏi phải bàn, anh ta từng một mình nghiên cứu chất nổ, làm cho bao nhiêu người đều phải sợ hãi. Nghe xong kế hoạch của Jimmy, hai mắt Joe nổi lên tia lửa phấn khích. Trò chơi kích thích như vậy nhất định phải tham gia, nhưng yêu cầu của anh chính là kéo thêm hai người em của anh ta. Sau đó Jimmy tới một thị trấn nhỏ và tìm được họ. Vừa nhìn vẻ ngoài của hai anh em, không nghĩ cũng biết họ là những tay lái ngựa sắt tràn đầy kinh nghiệm. Thế là một nhóm đã đông đủ. Không lâu sau, kế hoạch của Jimmy cũng bắt đầu. Trước tiên giao cho Clyde đi phá hoại của công, anh lái xe đâm vào cửa hàng tiện lợi và bị bắt vào tù cùng với Joe. Như vậy, vừa để theo dõi Joe, vừa thuận lợi nắm bắt thông tin để tiện hành động. Lúc này ở phía Jimmy và em gái Millie đang đi khảo sát trường đua, sau đó xem xét tình hình phía dưới công trình. Quả là đường ống phức tạp, có thần mới biết đường nào dẫn ra kho và đường nào dẫn về bồn cầu. Lúc này thì phải nhờ tới Millie nhà Logan ra tay. Cô ấy thả ra một bầy dán được sơn nhiều màu sắc khác nhau và cho chúng vào các đường ống khác nhau. Sau đó hai anh em của Joe giả làm nhân viên diệt côn trùng, lẻn vào trong nhờ màu sắc của bọn dán mà có thể phân biệt rõ được các đường ống. Quả là một hướng đi rất hoàn hảo. Sau khi hiểu rõ địa hình, họ nhanh chóng hành động. Lúc này nhà anh em Bang đang tập điều chế thuốc nổ theo công thức của anh mình. Khi tạo xong họ mới biết đã bị thằng anh cả chơi khăm. Anh em nhà Bang sử dụng kỹ năng hack siêu việt, phá vỡ hệ thống quét thẻ của đường đua. Mọi thứ cứ vậy mà biến thành đường vận chuyển tiền. Số tiền trong kho ngày một nhiều lên. Jill và Clyde cũng đã vượt ngục thành công dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của những người bạn tù. Cuối cùng hai người họ cũng vào việc. Jill dùng kẹo mềm và dầu nhớt để chế tạo thuốc nổ và làm nổ một đường ống nhận tiền để họ có thể dễ dàng hút tiền lên. Bọn họ từng bước thành công, sau đó nhanh chóng hút tiền vào túi. Họ tiếp tục phân công, người gom tiền, người vận chuyển, người thì canh cớm. Bởi vì nếu cả nhóm hợp sức thì kế hoạch bí mật của Jimmy sẽ cực kỳ thuận lợi. Nhưng lúc này đường ống dẫn tiền có trục trặc, nó tràn ra một làn khói. Thì ra cánh tay giả của Clyde đã bị hút vào trong và làm kẹt đường ống, dẫn đến việc đường ống bị cháy bốc khói. Và rồi điều không may cứ liên tục xảy ra. Jimmy để anh em nhà Bang đem một xe tiền đi trước, nhưng cánh cửa tự động nó không chịu ngừng lại. Nó cứ mở rồi đóng, đóng rồi mở. Joe vội chạy tới xem thì nhận thấy cửa chính của công trình đã bị kẹt, không dễ gì giải quyết được vấn đề cái cửa. Lúc này Clyde gặp phải một người ở quán bar lần trước. Tuy rằng lúc kế hoạch hoàn hảo như vậy, nhưng không chắc rằng mọi thứ đều suôn sẻ. Lúc này nội gián được họ cài sẵn trong nhà giam là một đám cháy giả. Còi báo cháy từ nhà giam reo lên. Joe và Clyde cũng đã giả dạng vào đội cứu hỏa, quay lại nhà giam thành công. Bọn họ ra vô tù như đi chợ vậy nhỉ. Chỉ lo rằng đây không phải là một nhà tù bình thường. Mặt khác Jimmy còn quay trở về để tham dự màn biểu diễn của con gái. Cô bé nhìn thấy bố mình, cô bé chỉ chăm chăm nhìn anh mà không nói gì. Sau đó vợ anh cũng thấy anh đến. Lát sau phía con gái Jimmy, cô bé đã có một màn biểu diễn xuất sắc. Cô hát bài Country Roads, Take Me Home, đem tới cho khán giả một nguồn năng lượng tuyệt vời. Cuối cùng nhân viên tại đường đua đã phát hiện mọi việc, họ nhanh chóng báo cho cảnh sát. Do số tiền quá lớn nên FBI nhanh chóng vào cuộc. Dù cho họ có thấy được hành động của nhóm Jimmy, nhưng theo như điều tra, Jimmy sớm đã chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm, mà lãnh đạo thì không muốn làm to chuyện nên cũng chẳng đi vào điều tra sâu hơn. Phía đường đua họ cũng đã nhận lại tiền bảo hiểm lớn nên cũng không còn quan tâm chuyện trộm cắp nữa. Cuối cùng mọi chuyện dễ dàng được bỏ qua. Thực sự dễ dàng vậy sao? Mọi người liệu có cảm thấy tình tiết phim này khá là khoác lác không?
Thực ra lại không hề đơn giản như vậy. Jimmy đã giấu tên và gọi cho cảnh sát, nói với họ rằng chiếc xe chở tiền bị đánh cắp giờ đang ở trạm xăng. Nhưng không tìm được kẻ lái chiếc xe đó, cảnh sát nghe xong lập tức chạy tới. Lúc này Drew ngồi trong tù buồn muốn rớt nước mắt, dù trộm được tiền nhưng lại bị Jimmy đem trả. Thì ra đây là một kế hoạch khác do Jimmy bày ra. Ban đầu bọn họ trộm hai phần tiền, một phần đã được Jimmy đem trả, một phần thì được giấu đi. Hôm đó thứ họ đánh cắp đều là tiền mặt, vì thế đường đua rốt cuộc bị mất bao nhiêu tiền người ta chắc chắn không thể nắm rõ. Hơn nữa đã có công ty bảo hiểm chịu trận thay. Trong cả quá trình thực hiện kế hoạch, những tình huống phát sinh đều do Jimmy chuẩn bị sẵn. Lúc vận chuyển xảy ra sai sót cũng là do cố ý, để tạo ra cảm giác lo lắng cho đồng bọn. Cái cửa sắt không mở được cũng nằm trong kế hoạch đó, chính là để cắt đuôi những người khác. Còn về vụ nổ thì để phân tán sự chú ý mà vận chuyển tiền theo hướng khác. Kế hoạch hoàn mỹ này không những làm giảm dư luận ở đường đua mà còn làm chậm quá trình điều tra của cảnh sát. Mọi thứ đều là do Jimmy cố ý sắp xếp, từ cảnh sát tới đồng bọn đều bị chơi khăm. Cuối cùng mọi người đều nhận được tiền, Jimmy đã để tất cả mọi người phải xoay vòng vòng. Cuối cùng anh đã phản đòn thành công. Sau đó những người tham gia kế hoạch đều sống như bình thường, nhưng thực ra là họ đang ngồi trên núi tiền. Không thể phủ nhận với tài năng hành nghề cướp của Jimmy, mà làm một vận động viên bầu dục thì quả là uổng nhỉ. Câu chuyện này cũng nói với chúng ta, đừng xem thường những người bình thường trong cuộc sống. Họ không nhất thiết là những tay chơi, nhưng một khi ra tay lại toàn là cao thủ thì sao? Tự nhiên Tofu lại không biết vụ trộm này có được gọi là vụ trộm may rủi không đây?